Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và ở những tập trước thì mình đã có nhặt được những cái quả trứng rồng hoang dã nè và vẫn chưa có thể up ấy, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành up hai cái quả trứng rồng hoang dã đầu tiên nhá. Một quả trứng rồng gray cũng như là quả trứng rồng red. Bên cạnh đó thì hai bé rồng nước cũng như là rồng lửa của mình bây giờ đã khá là lớn rồi các bạn ơi. Nhìn nó gần bằng bé rồng mimi của mình ấy. Hy vọng rằng sắp tới thì mấy bé này sẽ lớn ở cấp độ tối đa nhá. Và để up được cái quả trứng rồng hoang dã này ấy, thì mình cần phải có một ngọn lửa và một cái đâu rồi ta, cái bật lửa. Mình cần cái bật lửa để nhóm lửa lên ấy, và sau đó thì mình sẽ bắt đầu nấu cái quả trứng này lên thôi. Cái này giống như là nướng trứng vậy đó các bạn ơi, nhưng mà nó sẽ không có chín đâu mà nó sẽ nở ra rồng con ấy. Mình sẽ ấp chỗ nào cho nó xa xa nhà một xíu, tại vì đây là lửa, lỡ mà nó bén vô nhà mình một cái là thôi cháy nhà mình luôn nữa. Rồi, một trứng nè, bên cạnh đây cũng là một trứng luôn. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu đặt hai quả trứng này xuống và thắp lên một lượt nha, để coi quả trứng nào sẽ nở ra trước. Rồi, mình đã tiến hành ấp hai quả trứng này rồi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi vào bên trong để chuẩn bị thêm những cái quả trứng rồng nguyên tố nha. Mình sẽ cố gắng ấp càng nhiều trứng trong ngày hôm nay luôn. Ở đây thì mình còn 3 quả trứng nè, chắc mình sẽ chuyển hệ đi. Từ rồng Aether thì mình sẽ chuyển thành... mình còn kéo không ta? Mình sẽ chuyển thành rồng lá các bạn ơi, tại vì mình vẫn chưa có bé rồng lá nào hết. Đây, mình sẽ chế tạo một cây kéo và cắt mấy cái lá cây này thôi. Mình cần thêm ít lá nữa, khoảng 9 cái lá. Rồi, giờ đã có khá là nhiều rồi. Sau đó thì mình sẽ tiến hành ấp trứng rồng Aether thành rồng lá nha. Đây, đặt ngay chỗ này luôn nè. Đặt ra một cái. Kế tiếp thì mình sẽ đặt cái quả trứng rồng Aether lên trên như vậy và chạm vào một cái. Và bây giờ thì mình cần phải đợi cho quả trứng này hấp thụ cái lá và chuyển thành rồng lá các bạn ơi. Và mất khoảng một lúc ấy. Trong lúc này thì mình sẽ tiến hành chế tạo thêm vũ khí nha. Hổm rai thì mình sử dụng cặp katana này nè để có thể chiến đấu, nhưng mà tốc độ đánh của nó chưa có được gọi là cao nhất ấy. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo một món vũ khí có tốc độ đánh cực kỳ cao luôn. Đó chính là những cái móng vuốt ấy. Và để chế tạo được móng vuốt thì mình cần phải có da bò trước. Đây, mình sẽ làm trước một cái nhá, theo công thức như vậy. Nó một cái cloud, một cái móng vuốt các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ cầm lên thử nha. Coi nè, nó đánh nhanh cực kỳ luôn á, hầu như không có mất thời gian để chờ đợi luôn. Nhưng mà cái này nó đã yếu rồi mà còn bị trừ 15% sức tấn công nữa. Buồn ghê luôn á. Nhưng mà không sao, mình sẽ làm thêm một cái nữa. Hy vọng cái này sẽ cộng nha. Rồi, coi nào. Để mình thử coi. Cái này cũng bị trừ nữa rồi, có vẻ không đủ may mắn để có thể chế tạo ra những cái món đồ tốt. Nhưng mà mình cũng có thể nâng cái chất lượng của nó lên bằng cách cho vào cái Reforging Station này, cho kim cương vào nè. Sau đó mình sẽ bắt đầu đập ra một cái. Ồ, cái này thì tăng tầm đánh. Ồ, lại bị trừ rồi. Legendary đi. Ui, cái này giảm tốc độ nhưng mà lại tăng sức tấn công. Thôi cái này chủ yếu mình lấy tốc độ mà, khi nào nó cộng hết thì thôi các bạn ơi. Ui, hơi tốn nha, nhưng mà giờ thì nó ken rồi nè, cộng sức tấn công cũng như là tốc độ đánh. Giờ thì mình đã có khá là nhiều kim cương rồi nên cứ nâng cấp thoải mái đi. Cái này là gray full luôn, cũng được cũng được. Giờ thì mình sẽ thử nha, nhưng mà mình cần phải enchant nó lên đi để cho nó mạnh hẳn. Sắc bén là sắc bén 5 nè, nó 7 sức tấn công luôn. Cái này cũng vậy. Rồi, mình sẽ không nâng cấp cái dòng lửa đâu, tại vì nếu mà nâng cấp dòng lửa khi mà mình chiến đấu thì nếu mà bị nó đánh thì mình cũng bị cháy luôn các bạn ơi. Và giờ này coi mình này. Ui, giờ mình chẳng khác nào có một bộ móng vuốt luôn á các bạn ơi. Wow, giờ mình phải tìm một con quái vật nào đó để test sức mạnh mới được. Và những quả trứng rồng vẫn chưa có nở ra nữa. Ồ, chắc mất khá là lâu đây. Tại vì nếu mình ấp bằng cái lửa của khói Nethercrack á thì nó sẽ lâu nở. Nếu mà mình đứng ở đây nè, vừa chăm đợi cho nó tắt á, là chăm thêm lần nữa thì nó sẽ nở nhanh hơn á. Mà thôi đi, mình phải ấp như vậy để có thể làm được những công việc khác nữa. Nè, quả trứng rồng bầu trời đã chuyển thành rồng lá cây rồi nè các bạn ơi. Wow, thích nha. Rồi, giờ mình sẽ test với con Toro này đi. Toro nè. Ui, mình quýnh con kia nó đỡ không kịp luôn á. Ô, thích nha, được nguyên một cặp móng vuốt luôn.
giờ thì chắc mình sẽ xuống Nether đi. Tại vì dưới Nether thì mình có thể tìm được những cái con quái vật ngang tầm với mình để có thể chiến đấu. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn đang rất là cần xương của Wither Skeleton luôn ấy. Nên chắc mình sẽ vào thế giới kim cương thì sẽ tiện hơn. Với lại Nether thì sẽ không có nhiều Wither hơn các bạn ơi. Đâu rồi, đây, những anh xương đen đây. Hôm nay mình sẽ chiến đấu với anh này ha. Hết mình luôn nè, bằng móng vuốt kim cương này. Mình đánh nha, liên tục mà anh này đỡ không kịp luôn. Wow, hết nha. Và được thêm một cái Wither Bone rồi nè. Hôm trước thì mình đã chế tạo được một bộ giáp bằng xương của Wither rồi. Và bộ giáp này nhìn giống như mấy tên trộm mình đó các bạn ơi. Màu đen thui à. Ui, ủa tự nhiên mình mất máu ta. Với lại giờ mình cũng đang cần cái đầu Wither nữa ấy các bạn ơi, để mình có thể triệu hồi được con boss Wither ra ấy. Nếu cần Wither Skeleton Skull thì chắc mình sẽ nâng cấp cái dòng nhặt đi nha. Mình sẽ hy sinh một ít cái cấp độ ấy để nâng cấp cái dòng đó để tăng cái tỷ lệ nhặt được cái đầu Wither hơn nhá. Mình sẽ mình sẽ nâng cho cái móng vuốt nào ta, mình có hai cái móng vuốt lận, chắc mình sẽ nâng cấp cho hai cái luôn đi. Rồi sau này thì mình sẽ chế tạo một thứ giúp mình có thể loại bỏ dòng enchant trong cái món đồ ra nhá. Nhặt đây, nhặt nè, ép nhặt ba luôn. Ui, ui kinh nghiệm mình đi đâu hết rồi. Ôi mỗi lần về từ thế giới khác á các bạn ơi, thì kinh nghiệm của mình nó sẽ bị reset lại bằng không ấy. Nhưng mà nếu ngủ một giấc hoặc là thoát ra vào lại thì nó sẽ trở lại bình thường thôi. Như vậy thì mình không thể nào enchant được dòng nhạc rồi. Ổn ghê luôn á. Nhưng mà không sao, nếu mà không enchant được thì thôi, mình sẽ bắt đầu đi cắt vải rồng đi. Tại vì hôm trước á mình chưa có cho các bạn xem công đoạn cắt vải rồng đúng không. Vải rồng thì nó reset khá là mau luôn á. Mình cắt một khoảng tầm 1 phút thôi là mình có thể cắt tiếp rồi. Đây mình sẽ lấy ra một ít kim cương và làm thêm một cây kéo kim cương nhá. Đây có thêm một cây kéo kim cương rồi nè. Và bắt đầu cắt vải rồng thôi. Arthur thì mình đã có bộ giáp rồi. Giờ thì mình sẽ cắt vải rồng lửa đi để mình chế tạo thêm bộ giáp rồng lửa nhá. Cũng như là rồng nước nè. Rồi chuẩn bị. Cắt vải. Cắt vải nè. Úi. Ô nhưng bé rồng nước chưa đủ tuổi để cắt vải sao ý. Hình như là vậy á các bạn ơi. Hay là mình thử đem ra chỗ trống trống coi. Ủa sao kỳ vậy, rồng lửa lúc trước nhỏ hơn vậy mà mình còn cắt được mà. À phải đứng ở chỗ trống thì mới cắt được. Và rồng nước đứng ở đây nước nhiễu tùm lum mà. Tại đây là rồng nước á các bạn ơi. Mình được 2 vải rồng nước và 3 vải rồng lửa rồi nè. Để coi giờ mình cắt thêm được chưa. Nó còn đang trong thời gian hồi các bạn ơi. Cắt thêm vải của rồng Arthur đi. Hả? Không cho cắt hả? Phải ở chỗ trống á thì mình mới cắt được. À thấy không? Ra ui ui. Ui. Ủa. Ủa kỳ vậy? Mình đập con cỏ mà toàn trúng bé rồng của mình thôi à. Kỳ ghê luôn á. Rồi đừng có giận mà. Ngồi xuống đi Mimi ơi. Lỡ trúng. Và coi nào. ốc kiểu này nó lâu nở cực luôn các bạn ơi. Nãy giờ đợi cả buổi trời luôn mà vẫn chưa có nở nữa. Làm ơn nở nhanh đi. À trước khi hai bé rồng nở ra mình cần phải chế tạo những cây gậy trước cái đã, gậy huấn luyện rồng các bạn ơi. Rồi mình sẽ cắt bớt kim cương nè, phải rồng vào đây trước đi và chế tạo một cái cây gậy huấn luyện rồng thôi. Công thức là cần xương rồng này cũng như là một cái đầu rồng. Ui cái này đầu rồng cấp 5 hả, dùng tiếc lắm luôn á. Đầu rồng cấp 5 thì mình không thể nào dùng được đâu, uổng lắm. Sẽ treo ở đây thêm một cái đầu rồng cấp 5 nữa nè. Đó. Mình sẽ dùng cái đầu rồng nào ta. Ui đầu rồng nào cũng ổn hết. Ui ui. Ui sao kỳ vậy, không cho mình đập cái đầu rồng ra. Tại vì tầm đánh mình hơi cao các bạn ơi. Đây lấy đầu rồng được rồi nè. Mình sẽ dùng một cái đầu. Cái này hình như đầu rồng băng thì phải á. Để mình chế tạo cây gậy nha. Rồi từ từ mình sẽ tiêu diệt thêm. Để mình có thể chế tạo thêm những cái ui. À không, phải dùng que mới được chứ không phải là dùng xương rồng. Que đâu rồi ta? Để mình kiểm tra trong ba lô của mình coi còn que không. Với ba lô mình cũng vứt đi đâu mất tiêu rồi. Gỗ đâu rồi ta? Gỗ đây có que luôn nè. Rồi giờ thì làm một cái cây gậy rồng thôi nào. Đó, Raiden Command Step.
Với cái này thì mình có thể cho bé rồng của mình đứng lên ngồi xuống các bạn ơi. Và để chứa được mấy bé rồng thì mình cần phải có thêm một thứ khác nữa. Để coi nào, cái đó là ray gun. Cái đó là giống như là cây kèn vậy đó. Công thức của nó cần xương rồng cũng như là một cây que thôi, khá là rẻ luôn. Nên giờ mình sẽ chế tạo luôn nhá. Đây, công thức nó là như vậy. Ui, nhầm, xương rồng thêm nữa. Xương rồng nè, đặt theo công thức. Và cuối cùng là gậy. Đó, được một cây horn rồi. Và mỗi bé thì phải có một cây horn như vậy á, nên mình sẽ chế tạo hai cây nhá. Ui, rồng nở rồi. Ui. Ui, ngồi xuống nào. Yay, hai bé rồng của mình đã nở rồi các bạn ơi. Và kiểm tra coi nào, đây là một bé rồng gray cái nè, rồng lửa là cái luôn. Ui, cặp rồng này là cặp rồng cái các bạn ơi. Tưởng đâu một được một cái thì hay biết mấy. Và vừa nở ra thì khá là đói luôn á. Nè, hunger là 50 rồi nè. Chắc bây giờ thì mình sẽ chế tạo thức ăn cho mấy bé rồng của mình đi. Hổm rày mình nhặt khá là nhiều xương đúng không ta? Xương... Ui chết rồi. Nhưng mà mình chưa có thịt. Phải có thịt á thì mới có thể chế tạo thức ăn cho mấy bé rồng được. Ồ, giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ cũng như là ngủ một cái trước nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đi săn một tí đi, để tìm thịt cho mấy bé rồng của mình có thể ăn nha. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và cũng như bắt hai bé rồng mình mới ấp từ quả trứng rồng lửa ra ấy, để cho vào trong nhà nhá, để an toàn chứ không ngoài thì nguy hiểm lắm. Khi nào về nhà mình có thức ăn á thì mình sẽ cho mấy bé ăn. Rồi giờ thì mình sẽ xách ba lô cũng như là dẫn một bé rồng lửa hay nước ta. Lần này thì chắc dẫn rồng lửa trước đi, tại vì rồng lửa dù sao cũng nở ra trước mà. Nhưng mà bé rồng lửa của mình vẫn chưa có yên cưỡi nữa. Giờ chắc mình sẽ gắn yên cưỡi lên người của bé ấy nha. Đây, một cái nè. Và thêm một cái cho bé rồng... cái bé đó là bé rồng nước nè. Đây, rồng nước. Ủa? À đây, rồng nước. Nhầm các bạn ơi, nhầm màu ấy. Đó, rồi. Rồng lửa. Ui, chết rồi. Ui, quên nữa, mình ấp quả trứng rồng moonlight mà mình vẫn chưa có dắt về nữa. Chắc giờ nó đã nở rồi đó các bạn ơi. Ô, quên nữa ta, mình ấp ở dưới thế giới kim cương á. Quên nữa. Nảy xuống mà cũng quên, dẫn về đây nè. Ồ, đúng rồi. Ui, đừng có giận nha. Ồ, giờ thì mình sẽ cho bé ăn đi. Rồi, chịu nha. Trời ơi, nãy giờ bỏ bé này ở dưới này luôn. Thôi, giờ thì anh dẫn về nhà nè. Thôi đi về nhà thôi, hy vọng bé ấy có thể đi cùng mình qua khỏi cánh cổng kim cương này. Đi thôi. Ui không được rồi, có rồng thì không cho mình dịch chuyển về nhà. Ê, đừng. Ngoan nào. Vô trong đi. Ui đừng có đánh nhau. Ui trời ơi, sao háo chiến vậy. Ui chết rồi, hay quá. Thôi Thái, về nhà. Bên nhà bị người ta quánh rồi kìa, còn bé mà sung quá. Ui, bé đầu Mula này có vẻ hiếu chiến các bạn ơi. Wow, được rồi, đủ rồi, giỏi rồi. Đây. Ồ, có 100 máu thôi hả, mà sung ghê luôn á. Ồ, được nha, vậy là sắp tới mình đã tìm ra được người bạn có thể dẫn và đi chiến đấu cùng rồi. Đó chính là rồng Mula, rất là hiếu chiến luôn. Giờ thì về nhà thôi nào. Nãy giờ quên nữa, để bé ở dưới hoài. Giờ thì chắc mình sẽ cho Mimi trong bé rồng Moonlight nhá. Lấy cái cúp xương sẵn, vừa ra là mình sẽ cho ngồi xuống liền. Cúp xương để dưới này đi. Ui, đây. Rồi chuẩn bị nè. Ui, chịu không? Ủa đâu rồi? Nè, có vẻ chịu Mimi nè, ngồi ở dưới chân Mimi luôn. Mimi trong bé rồng Moonlight nhá. Giờ thì chắc mình sẽ dẫn một bé rồng lửa đi. Rồi lên đường thôi nào. Suýt nữa thì quên bé rồng Moonlight. Và lần này thì chắc mình sẽ đi về hướng nam đi. Hướng nam mình vẫn chưa mở nữa nè. Nhưng mà trước khi về hướng nam thì mình sẽ ghé qua chỗ của cái tên một mắt cái đã. Lúc đầu mình đã gặp được rồi, nhưng mà mình chưa có dịp để tiêu diệt hắn ấy. Mình cần phải xác định đúng hướng cái đã. Đây, giờ mình sẽ bắt đầu bay thẳng nha. Bay về hướng biển á các bạn ơi. Và không biết rằng bây giờ nó còn xuất hiện một cái con rồng biển nào nữa không ta, để mình có thể tiêu diệt cái chỗ kẻ một mắt. Đây. Chắc mình sẽ sáp lá cài với tên này luôn đi, tại vì giờ mình đã có móng vuốt kim cương rồi mà, ngại gì mấy cái tên một mắt này. Chỉ có điều hắn hơi to con xíu thôi. Rồi,
móng vuốt kim cương đã sẵn sàng. Hi, chiến đấu nản bạn. Hey hey. Chiến đấu nào. Lại đây, lại đây. Cẩn thận nha các bạn. Mặc dù mình đánh thắng nhiều như vậy thôi, chứng họ gãi ngứa anh à. Còn đánh đá một cái là thế nào mình cũng chết cho coi á. Và điểm yếu của hắn chính là cái cặp mắt. Đừng hắn ăn thịt nha. Đó, 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 các bạn thấy nguy hiểm chưa? Ui, hắn gấp ăn thịt mình quá, mắc kẹt cái đầu vô cục đá rồi kìa. Giờ mình sẽ tấn công hắn. Ui mà chết, thôi không được, đánh gì thì kỳ lắm. Giờ mình chỉ đủ tầm đánh tới chỗ này thôi hả? Ui, đánh gì thì kỳ lắm. Để mình đánh ở cao hơn xíu đi, chứ đánh ở dưới thì kỳ lắm luôn á. Rồi, bị mắc kẹt rồi kìa. Tự mình hại mình không, nảy sung sung chi, nhảy lên rồi cạp người ta. Rốt cuộc là bị kẹt cái đầu rồi. Mình sẽ đánh ở trên phần ngực hắn đi chứ. Vậy đánh vô ngực một phát một hắn xỉu luôn rồi. Và hắn rơi ra. Ủa, hắn không rơi ra con mắt hả? Mình đâu có quánh vỡ con mắt hắn đâu. Và tên này là tên chăn cừu các bạn ơi, có khá là nhiều thịt cừu, len cừu này, cũng như là mana cái ship trong cái hang ổ của hắn. Rồi mình sẽ lấy những thứ cần thiết thôi. Và có vẻ hắn ăn hết cừu của hắn luôn hay sao rồi. Trong này thường thường mình còn thấy một hai bé cừu ấy. Này quá trời kéo luôn nè. Wow, chắc hắn ăn thịt hết đàn cừu của hắn rồi. Wow, và hắn còn ăn thịt con gì bự lắm luôn á, có nguyên bộ xương nè. Thôi kệ hắn đi, giờ tìm sẽ ăn một miếng thịt bò. Cũng như là cho Mimi ăn, không, cái này không phải Mimi, bé rồng lửa ăn một miếng luôn nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi nào. Lần này thì mình sẽ bắt đầu bay về hướng nam á. Hướng nam là ở đây đúng không? Rồi, giờ thì chắc mình sẽ xuống bé rồng này một cái nè. Cho vô amulet đi, dịch chuyển về nhà rồi sau đó bay về hướng nam thì nó sẽ nhanh hơn á. Đó, vậy nha. Rồi, về hướng nam thôi nào. Hướng nam là phải quay thêm một xíu nữa như vậy. Đúng hướng rồi nha, giờ thì thẳng tiến thôi. Đây, hướng này. Hôm trước á, mình cũng bay một đoạn về hướng này rồi, để mình có thể tìm mực á. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi xa hơn. Hy vọng rằng có thể gặp được những cái điều đặc biệt hoặc là một cái công trình nào khác để mình có thể chiến đấu nha. Giờ có vũ khí xịn rồi, mình rất là háo hức trong việc chiến đấu luôn. Nhưng mà không phải là mấy cái tòa thành này. Mấy tòa thành này mấy con boss nó yếu xìu hả? Với đại đồ nó cũng dởm nữa. Đánh nó chỉ tốn thời gian thôi. À, thì ra đây cũng có một con rồng bronze nữa hả? Được luôn, mình sẽ ăn thịt con này nha. Và ngoài ra mình sẽ gặp bò và tiêu diệt bò luôn nha các bạn ơi, để mình có thể có thêm thức ăn về làm cho bé rồng của mình ăn ấy. Rồi, mình sẽ chiến đấu với một cái găng tay cũng được nữa. Cạp hả? Cạp mình nè. Úi, thôi kệ, cho bé rồng lửa nghỉ ngơi đi, mình chiến đấu một mình cũng được. Rồi, ui chơi không chơi bay nha, chơi bay là ha, chơi kỳ lắm. Rồi Mimi, không, bé rồng lửa coi anh đánh này. Ui mà hắn phun lửa ghê vậy, phun lửa. Đó, vũ khí này có vẻ tiêu diệt con này hơi khó khăn một tí, tại vì sức tấn công nó yếu hơn á. Mà không sao, mình sẽ cố gắng đánh hắn thật là nhanh. Tại vì cái này có lợi thế là tốc độ đánh cao mà các bạn. Ngại gì. Rồi, mình sẽ cào hắn liên tục nè. Giờ cho hắn người không còn bộ da nào luôn. Này, chịu thua đi, mình sẽ cào hắn. Ui, giờ con mình cào hắn nè. Hắn đỡ không kịp luôn á. Ui, bị sao đứng hình rồi chứ. Rồi, ui, ở bên kia như là một con rồng mà Cray nữa. Ui, ở đây nhiều rồng vậy. Hay là mình dụ con này lên kia quánh một khỏe luôn ta. Được á. Lớp 2 luôn các bạn ơi, đi theo ta nè. Lại đây. Không chịu lại hả? Đi nào, lên kia chơi chung này. Mình sẽ đánh cho cái con rồng này nó. Ôi, mình định dụ lên kia để đánh chung một khỏe luôn mà nó chết veo rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ sờ thịt của nó trước đi. Con này thì nó rơi ra. Ui, nó có 9 cái vải luôn á. Và nó mới có cấp độ 3 thôi. Mấy cái con dưới hang á thì nó mới có nhiều vải các ông ơi. Còn trên mặt đất như vậy thì nó ít vải lắm. Và ở đây còn có một con. Đang làm gì đây? Đang làm gì vậy? Ui, ngủ gật à. Như con này nó bị ngủ gật hay sao các ông ơi. Mình lại gần á thì nó mới phát hiện. Rồi, mình sẽ cào nó thật là nhanh để chúng ta cùng nhau đi tiếp nha. Rồi, tại sao lại phá đất nè, phá nè. Con này ăn thịt mình.
Chưa chưa chưa, ăn lại một miếng cái đã, chứ nó mất máu nhiều quá. Rồi cào lia lịa luôn. Cái này nó có 2,8 tốc độ tấn công là các người, nó đánh rất là nhanh luôn á. Và hầu như là nó không bị thời gian delay khi mà chiến đấu ấy, nên rất là thoải mái luôn. Ui, sao nó cứ găm đầu vào cái bờ đá này vậy ta? Cái con này có sở thích hình như là găm đầu vô đá hay sao ấy. Con rồng dưới hang cũng vậy nữa, đánh một xíu là găm đầu vô đá hả? Đại giờ mình đã tiêu diệt hắn nhanh gọn lẹ luôn nha. Ui, con mình cào hắn kìa. Bây giờ mình hết que rồi. Đừng đâu, à có cách chặt ít gỗ đi. Đây sẽ chặt một ít gỗ nha, sau đó chế tạo ra đuốc thôi, chứ tối thui à, không có thấy đường mà quánh lộn đâu. Rồi có que, làm thêm một ít cây đuốc liền đó, vậy là sáng sủa và chiến đấu. Ủa, con rồng chết queo luôn rồi. Ôi nãy mình cào lẹ quá, con rồng nó chết queo không hay luôn rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu sơ thịt nó thôi. Con này để coi rơi ra bao nhiêu vải đây. 28 vải. Wow, con này có vẻ cho nhiều vải hơn con kia các bạn ơi. Và giờ cũng đã trời tối rồi ấy, nên chắc mình sẽ về nhà ngủ một giấc đi, rồi sau đó sáng thức dậy mình sẽ tiếp tục lên đường tìm thức ăn cho mấy bé rồng của mình nhá. Ê, quên nữa, nhiệm vụ của mình là lấy thịt mà. Trời ơi, mãi mê tìm rồng. Thì mấy con rồng là mờ mắt rồi. Đây, nhảy lên mà cào nè. Mỗi tay mình cào một phát thôi là chết con cừu liền. Còn được 28 miếng thịt cừu sống rồi đó. Và coi xuống này coi còn con cừu nữa không. Nãy giờ mình lướt qua hơi bị nhiều luôn á. Quên nhiệm vụ chính là đi tìm những cái thịt cừu chứ. Ở đây có mực và... Ui, nếu mình nhìn không lầm thì đó là tổ rồng á các bạn ơi. Thịt bò hôm nay mình nấu dai quá hay sao ấy, nhai mãi mới đứt. Và... Ủa, cái này nhìn quen với ta. À không, cái này là con đường làng chứ không phải là tổ rồng. Nhưng mà chỗ này chắc cũng có rồng băng á. Coi nào, đây là một bác dân làng. Ui, mấy này lười tới mức găm nguyên cái cây đuốc ở trên cái ngôi nhà luôn ấy. Lười vậy. Coi chỗ này có con rồng băng nào không nhá, để mình tiêu diệt luôn. Ờ, chỗ này sao yên bình vậy ta. Mấy vùng băng bên cũ như vậy mà không gặp rồng băng thì hơi phí á nha. Ờ, nhưng mà không sao, như vậy thì tốt cho mấy dân làng thôi. Mấy ảnh đỡ phải bị ăn thịt đấy. Wow, ở vùng này mà nhiều dân làng sống vậy, còn nhiều hơn cả vùng đồng bằng mình sống nữa chứ. Ở vùng đồng bằng mình tìm một ngôi làng trần ai luôn á. Rồi, đây tiếp tục là làng nè. Ủa, nhưng mà nhìn cái chỗ này quen quen ta, hình như mình từng gặp một ngôi làng nào ở hướng bắc giống như vậy rồi á. Ờ, nhưng mà kết cấu địa hình hơi khác một xíu rồi. Ở đây, hang rồng băng. Ủa không, cái trứng rồng băng chứ. Ui, trứng rồng băng nè. Ý, được nha. Nhưng mà không được, giờ mình đào xuống là thế nào nó cũng bị chảy nước á. Đào sao cho băng nén nè, băng nén mình đào thì nó sẽ không bị chảy nước ra. Ui, đừng mà mình không thích cái nước chảy chút nào đâu. Đây, đào như vậy thì sẽ không bị nước chảy. Rồi, vô. Mà nó còn có cả cái rương nữa. Mình sẽ coi cái rương này chứa món đồ gì nha. Ôi, trứng đồng bằng bảo vệ kỹ quá. Ôi, chết rồi, nước chảy rồi. Không biết thế nào nước cũng chảy mà. Nước chảy ra chặn lại liền. Rồi, giờ thì lấy trứng rồng. Vậy mình đã có được một quả trứng rồng băng đầu tiên rồi á. Công đoạn tiếp theo là mình sẽ lấy trong rương này có vàng nè, chỉ và thuốc súng thôi. Mình sẽ lấy hết về, cất bớt đất sét lên, cùng mình không cần nhiều đâu. Và bánh mì thì mình sẽ mang theo để cạp trên đường đi nhá. Rồi giờ thì tiếp tục khám phá thôi, nhưng mà để cho có nhiều không gian hơn thì mình sẽ cho bớt đồ vô trong cái ba lô nhá, chứ mang theo ba lô bự thì để làm gì. Rồi cất vô, cất hết vô luôn á, chừa mấy cái thứ cần thiết bên ngoài thôi, nhất là thức ăn nữa. Thức ăn mình lỡ cắt hết trơn rồi nè. Rồi đi tiếp nhá. Ui, vô rồi đi. Và sao mình vẫn chưa gặp được những cái con rồng băng ta? Mình đang khát khao có được một cái quả trứng rồng băng để mang về ấp ấy. Quả trứng rồng băng hoang dã kìa, chứ không phải quả trứng rồng băng mà mình mới nhặt. Trứng mình mới nhặt là trứng rồng nguyên tố rồi. Và đây có một cái bông hoa lily ở vùng băng giá nè, dùng để chế tạo bát súp tình yêu cho mấy bé rồng hoang dã. Ôi, con rồng, hình như đây là con rồng. À không, đằng kia còn con kìa. Có lẽ con kia đã thịt con rồng này rồi.
Và đây là một quá bộ quá thạch rất là bự luôn. Con này chắc là cấp 4 hay 5 gì á. Để mình coi coi nó sẽ rơi ra cái đầu cấp mấy nhá. Đây, cái đầu là cái mình có thể phân biệt được rồng cấp mấy các bạn ơi. Cấp 4 thôi hả? Ui, con kia cả gan dám tiêu diệt con rồng cấp 4 này. Rồi kia còn một quá thạch nữa kìa. À, vậy là ngươi xong đời ngươi rồi. Dám quấy phá dân làng. Ây dù, ây dù. Nó còn âm mưu ăn thịt mình nữa. Sao lại phá làng? Ui, tội giết rồng thì có thể tha nhưng mà tội phá làng là không thể tha được. Này, dám phá làng mình hả? Dám phá làng mình. Tuyệt kỹ, cao liên tốt. Dám phá làng nè. Cào cho ngươi không kịp chạy luôn. Cào, cào ngươi nè. Ui ui, con này nó hất tung mình ghê quá. Dám hà miệng ra kè mình hả? Mình không có sợ đâu. Mình không có sợ đâu. Dám phá làng, tội phá làng này. Nãy giờ cào cũng hơi đuối các bạn ơi. Nhưng mà con này sao ngươi lì vậy? Bay hả? Tưởng bay là thoát hả? Không dễ đâu anh bạn. Giờ mình đã có cánh lửa rồi mà. À, bay xong rồi gắm đầu xuống hả? Bay nè, bay hộ mình với. Ôi dù, bay hộ đi. hung dữ hả? Hung dữ nè, phá làng xong mà còn quýnh mình nữa. Tội này, ui, tội này làm sao mà tha được. Này thì dám phá làng của mình. Mình đang gìn giữ ngôi làng mình nè. Nhà người ta vậy đó mà phá trơn rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vá nhà cho mấy bác dân làng thôi. Rồng phá hoại ghê luôn á. Mình không có nhiều tuyết nên chắc vá tạm à các bạn ơi. Đây, nhặt tuyết lại nè. Rồi vá giúp mấy bác dân làng thôi. Ui, nhà đang đẹp ha. Rồi, vá lại. Ở đây. Ui, mình hết rồi. Làm thêm một vài cột tuyết nữa coi. Ui, cái ba lô của mình. Không được. Cửa, hình như ở sau không có cửa sổ thì phải á. Rồi, sau đó đặt lại như vậy. Mình chỉ vá tạm như vậy thôi hả? Nhưng mà chỉ đủ để vá có một căn nhà thôi. Tiếc ghê luôn á. Nhưng mà dù sao thì con rồng này nó cũng đã đền tội rồi ấy. Giờ thì chúng ta cùng nhau xơi thịt nó thôi. Hy vọng rằng con này sẽ... Ôi mà chắc cũng không rơi ra đâu. Mấy con rồng bé xíu như vậy thì nó đâu có mang theo trứng được đâu các bạn. Nhưng mà cứ hy vọng thôi chứ sao giờ. Chưa gì hết mình thấy là mình đã có được 48 cái bãi rồng. Ui, con này cấp 4 đâu nào, nó khỏe cực luôn á. Ở đây còn vài cái khối Raiden Ace nè, băng của rồng luôn. Wow, dùng để chế tạo mấy cái đinh bằng băng nè các bạn. Wow, được á. Thôi coi trong gương thì có pho sắt, xương và silver. Dưới này thì sao? Con này kỹ ghê luôn á, nó giấu gương tuốt ở phía dưới nước á. Sao lớp băng này luôn nè. Không ai mà không có cúp hay là dụng cụ chắc khó lấy lắm luôn á. Rồi, giờ thì tiếp tục đi về hướng này cũng như là săn rồng thôi nào. Mình cực kỳ thích nghe qua dùng băng nữa, tại vì rồng xuất hiện kiểu như là khó hơn các bạn ơi. Và mấy con rồng cũng bự hơn nữa nên tìm được khá là nhiều vải rồng nè. Bên đây thì có những cái... lúc đầu á mình... Ui, rồi xong rồi, người mê hoặc dòng người rồi đó nha. Giờ thì bỏ cái lệnh mê hoặc đi, còn sống chứ mà ha, để ta lại gần. Ta sẽ cào người ha, cho ha, hết thành nàng tiên cá gia mạo luôn. Để, đúng rồi, dẫn ta lại đi. Đúng rồi, hiện nguyên hình đi. Hiện nguyên hình hả? Lại đây nè. Rồi, lại đây. Cào người nè, găng nanh bén bằng móng vuốt của ta không. Lúc đầu mấy tên này rất là thích kiểu như mê hoặc mình lại để ăn thịt mình. Nhưng mà giờ thì thịt mình khó ăn lắm. Không phải dễ dàng ăn đâu. Chỉ có mấy con boss thứ dữ mới ăn được thôi. Rồi, và kế tiếp thì mình sẽ nhặt thêm một quả trứng rồng Moonlight này về. Để mình có thể chuyển hệ và ấp những cái loại rồng khác nhá. Ơi, bên này thì là một cái hòn đảo nhỏ thôi. Và đằng này cũng có một chỗ trứng rồng Moonlight nữa nè. Chắc mình sẽ lấy luôn nhá. Đây, thêm một quả trứng nữa. Moonlight. Rồi, được hai quả luôn. Và vùng biển này coi coi mình có gặp con rồng biển nào không. Để mình ha, cào vô mặt con rồng biển mới được. Rồng biển. Ui, đúng rồi. Mình đã tới vùng sa mạc rồi nè các bạn ơi. Ui, con gì á? Ủa, có mấy con giun cát các bạn ơi. Nè, mấy con giun cát nè. Giun cát nè. Một con. Ui, nó độn thổ. Nó đi đến đâu là nó sẽ bốc cát ra như vậy nè. Ngươi vừa lú lên đi, ta sẽ cào vô mặt nhà ngươi. Lại đây, chạy đi đâu. Ui dù. Dám lén. Và nó đưa ra cái gì đấy?
như là một cái loại vải lạ các bạn ơi. Cái này mình có thể chế tạo một bộ giáp luôn hả? À, con này còn đi tắm nữa chứ. Đi tắm nè, này thì đi tắm. được rồi, mình sẽ. Ui, ở vùng sa mạc nó nhiều rồng vậy đó hả? Wow, mình cần phải lấy một ít xương rồng về để nhân giống ra. Này, lấy gì nhiều về tí đi. Ui, đằng kia có con rồng Emerald kìa. Wow, ở đây có quá trời rồng luôn. Đúng là dùng đất rồng có khác, đi đến đâu cũng chạm trán mấy con rồng hoang dã hết á. Hình như đó giờ mình chưa tiêu diệt. À, thì ra con rồng đang ăn thịt mấy con giun các bạn ơi. Mà con giun này nó bự dữ vậy, nó bự. Ui, không ổn rồi, không ổn rồi, rồng có chuẩn bị ăn thịt á, mình quấn tiếp rồng mới được. Con giun nè, này thì giun. Ui chết rồi. Ui, nó nướng hết một con giun rồi. Ui, rồng vẫn mạnh hơn các bạn ơi. Đi coi nào. Cố lên rồng ơi, cố lên rồng ơi. Mình sẽ cổ vũ cho bé rồng nhá, tại vì rồng cũng là đồng loại với rồng hoang dã nhà mình ấy, nên mình sẽ cổ vũ. Rồi, cố lên. Ủa, con kia đâu rồi? À, con kia chạy rồi, con kia chạy mặt rồi. Làm gì đọ lại sức mạnh của mấy con rồng được. Thôi mình sẽ bay lên cao đi để dễ dàng quan sát cái trận chiến này nhá. Ủa, hình như bé rồng ăn thịt con kia rồi. Chưa chưa, để mình nhìn kỹ coi coi đồ nó có rơi ra chưa nhá. Ấy da. Con dung khổng lồ nãy đâu ta? Con nãy chắc là rơi ra nhiều đồ lắm luôn á. Hồi nãy mình thấy rõ ràng nó to á, muốn hơn bé rồng của mình luôn. Ui, con dung đỏ này nó nhỏ xíu mà khó đánh vậy. Chơi kỳ vậy. Hình như con kia chết xong mất xác luôn rồi. Ở đây con nào mình thử tiêu diệt con này coi. Ui, ui. Wow. Con dung nhỏ kia đâu rồi? Cái con dung đỏ đỏ ấy cứ quánh bên ngoài à. Ý, nó nhỏ với lại nó độn thổ được cái nó ăn hiếp mình ấy. Kệ nó đi, giờ mình sẽ bơ nó và lại ở đây và làm thịt con rồng Emerald này. Tại vì mình chưa tiêu diệt một con rồng Emerald nào hết hết đâu ơi. Con này chắc là giờ nó cũng đuối rồi á, nên chắc mình sẽ tiêu diệt nó dễ thôi. Rồi, cố lên con nào. Phun lửa vô tác dụng rồi bé rồng ơi. Giờ thì chỉ có gây sát thương vật lý cho mình thôi à. Ôi giời, dạ. Ui, mình hết ăn ngàn gì hồi máu không kịp. Rồi giờ thì ăn lại thì đã chuẩn bị lên đường nhá. Ây da, thịt cừu dai quá. Ăn cả buổi trời mới xong. Đừng phá. Cái lò rồng này có tập tính là khi mà đánh thêm lại á, sẽ tìm đường bỏ trốn các bạn ơi, mà toàn là đâm đầu vô đá để đào bới chạy không à. Trong khi không chịu bay lên trời như vậy đi thì nó sẽ dễ hơn không. Rồi chiến đấu trên không luôn. Trên không thì chắc ui. Ồ, tưởng đâu chết rồi chứ. Ui, tự nhiên rơi tự do vậy là hết hồn à. Rồi giờ thì đã ngủ thiệt rồi nè. Nhưng mà chết gì xấu lắm nha. Chết hả miệng ra luôn nè. Ui, cái đầu của mình vừa vô cái miệng của con rồng này luôn á các bạn. Wow. Rồi giờ thì bắt đầu xơ thịt con rồng này thôi. Mình sẽ vứt bớt đất ra nè, xương ra. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy thịt ở phần bụng ra trước. Coi nào. Con này không biết cấp mấy nữa. Cấp 3 thôi. Cấp 3 mà khỏe đến vậy à. Ăn hẳn một cái con giun khổng lồ luôn chứ. Và rơi được bao nhiêu vải rồng đây? 12 à. Tim rồng ở nhà mình có rồi. Tại vì tim rồng mình không cần nhiều đâu, nên mình chỉ lấy một ít thôi á. Và hướng bên này thì có lạc đà này và một cái khu vực núi khá là đẹp luôn. Wow, chỗ đó xây nhà cũng rất là tuyệt các bạn ơi, có cả một khúc cua để mình có thể tập luyện khả năng bay luôn á. Thích nha. Ở đây có thịt rồng nè, mình sẽ ăn vô luôn đi. Ăn thịt rồng sẽ bị cháy các bạn ơi. Tại vì đây là thịt rồng lửa mà. Nhưng mà sao đâu, mình đã kháng lửa được rồi. Đi về hướng này thì tiếp tục là vùng biển hả? Nãy giờ đi cũng khá là xa rồi đó. Chắc bây giờ mình sẽ đi một đoạn ở cái khu vực đầm lầy này đi. Rồi sau đó thì mình sẽ trở về nhà nha các bạn. À, con bò nè. Quên nữa ta, nãy giờ mình quên lấy thịt bò ta cho mấy bé rồng nhà mình ăn nữa chứ. Ăn mấy ăn hai lượt thịt luôn. Đang ăn thịt thì mình phát hiện ở đây còn có một cái chỗ rồng nước nữa nè. Chắc bây giờ mình sẽ lấy nốt cái quả trứng rồng này, sau đó trở về nhà luôn các bạn ơi.
Ôi, mình đợi gần hết một ngày rồi mà quả trứng rồng này vẫn chưa có động đậy gì nữa. Chắc giờ thì mình sẽ vô trong và chế biến những cái thịt mà mình tìm được sau cái chuyến khám phá hồi nãy để cho mấy bé rồng mình ăn nhá. Chứ đợi cho cái quả trứng rồng kia nở không biết chừng nào nữa. Rồi lấy thịt ra coi, thịt cừu nè, rồi thịt bò nè, rồi kế tiếp thì mình cần phải có xương. Ở đây không có xương, ở đây có một ít nè, rồi đủ chế tạo rồi đó. Kế tiếp mình cần phải phóng vào đây là meal. Đó, công thức của nó. Ồ, mình còn có thể lấy được gas meat, thịt của con gas nữa. Ồ, hay đấy nha, nhưng mà mình sẽ sử dụng thịt bò đi, tại vì mình có nhiều nè. Cũng như, ui, thịt bò sống với thịt bò chín cũng có thể làm được luôn. Wow, tiếp 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 tiếp. Mà nếu chế tạo vậy thì mình hết thức ăn luôn rồi. Mà không sao đâu, hy sinh cho mấy bé rồng thôi. Và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng thịt cừu đi, đợi cho nó qua công thức thịt cừu thì mình sẽ ấn vô nhá. Đây. Không chịu hả? Không chịu thôi, mình tự chia cũng được vậy. Đó, được 20 phần ăn luôn. Như vậy thì mỗi bé sẽ được 10 phần ăn. Tốt nha, tốt nha. Giờ thì mình sẽ dẫn hai bé này ra ngoài coi. Đây, 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 ăn trong nhà được không? Hy vọng là không có lớn quá, lỡ lớn quá là thấy anh chặt chặt nhà mình đó. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Ý, giờ lớn chừng này rồi nè. Và coi nào, đã đỡ đói hơn chưa? Đã no bụng rồi các bạn ơi, và được 10 ngày tuổi. Tốt tốt tốt, tới bé rồng lửa nè. Búp. Vậy bé này cũng vậy rồi và cũng đã được 10 ngày tuổi giống như bé rồng ray luôn. Và tổng kết trong ngày hôm nay á thì mình đã ấp thành công hai quả trứng rồng hoang dã và nở ra hai bé rồng cái rồi. Còn cái quả trứng rồng moonlight ở tập trước cũng đã nở luôn rồi, nhưng mà riêng cái quả trứng rồng lá này có vẻ khá là lâu để có thể nở đây, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng chờ đợi để cho nó nở ra nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.